Rồi. Đau này, mắt này, mắt, rồi em cho tay, ok chưa? Rồi. Thân này, chân này, đùi này, vì nó còn khớp đùi mà. Cẳng chân này, bàn chân này, ok chưa? Rồi. Mồm. Rồi thế thôi. Bà này, ok chưa? Rồi. À vậy thì để anh, cái này xuống này anh xóa bớt đi, vì anh quên không đặt cái nút này, đâm ra nó hơi dài, mình muốn đặt ngắn thôi. Thế thì cái này mình sẽ đặt như sau. Đây nhá, bỏ cái nút này đi, bỏ cái nút này đi nha, không là nó trải rộng ra, em hiểu chưa? À bỏ. Bỏ ra nhá, nhớ cái nút này là nút nó trải rộng ra, thì mình bỏ mình đoạn ngắn thôi, để mình còn làm các thứ dài quá đến lúc mình lại mất công xóa. Đầu, mồm, đây là vẽ thì chọn vector hết nhé. Rồi. Mắt, lòng trắng, con người, người, thân, tay, vai, cẳng tay, bàn tay, đùi, cẳng chân, bàn chân, ok chưa? Ok. Rồi tạm thời như này nhá. Thế thì mình không cần làm cái gì, mình chỉ đặt vào từng nút này mình vẽ thôi, trừ cái nút hình này ra, đúng không? Nốt đấy. Được anh đấy, mình phá đi cũng được. Nhưng mà có ảnh này thì thôi, anh tắt nó đi được nhá, Ờ. không có thì em có thể xóa đi được. À cái drawing đấy là cái vẽ đấy, À. đấy em nhập vào, ok. Thôi bây giờ mình này, ta vẽ đầu trước nhá. Rồi. Rồi nấp đầu đấy, em cứ làm lần lượt nấp đầu thôi, chọn line đúng không, Rồi. chọn line, chọn nét bút cho nó, em tùy em chọn nét bút nhá. Phóng to lên. Rồi bây giờ mình đặt này, ví dụ em muốn viền của nó màu đen đúng không, Rồi. đen được, giữ control nhá, Rồi. đẩy nét khớp chưa? Em cơm sớm, em cơm từ 8 giờ kém rồi. Sao em đi chơi chưa? vòng vòng quay về. Em thấy khớp khớp chưa? Rồi. Khớp rồi nha, mình kiểm tra lại cái chỗ này xem đã dính chưa nhá. Dính rồi, nam châm này là dính nhá. Rồi. Rồi ok chưa? Ok. Thôi, những cái con vật sau là mình tự tưởng tượng đúng không? Quan trọng là kỹ thuật em nhỉ? Vâng. Quan trọng là kỹ thuật vẽ thôi. Đấy, cái này dùng để tí nữa mắt nó vào nhé. Vẽ đâu là vẽ luôn cả mắt à? Vẽ cái bộ phận xung quanh mắt đã, xong tí nữa mình vẽ mắt chồng lên, kệ nó. Đấy, mà không có thì em cứ vẽ đầu không được. Đây, đến đây nhá, anh quay lại chỗ này, em vẽ bắt đầu quả bí đúng không? Đấy, Rồi. mắt tí nữa chồng sau. Rồi
bây giờ mình cho màu của nó, mình sẽ chọn một cái màu sẵn đi. Em chọn cho nó màu vàng đi. Nhá. Vâng. Một màu vàng. Đơn giản này không cái phức tạp mình suy ra thôi. Bây giờ anh cho cái mặt nó màu vàng cam này nhé. Đấy, thì em chọn cục sơn à, chổi này. Được chưa? Rồi. Rồi. Bây giờ em mình cứ học từ từ và em cũng cứ chú ý cẩn thận từng cái một nhá. Rồi. Cái vé thì là em vé ok hết rồi đúng không? Vừa rồi em là em gắn xương ấy, ít xương không được. Rồi, và anh em như vậy cái gắn xương đây là mồm nhá. Cho mồm màu đỏ đi. Xong thì đây cái hôm nhắn tin với anh này, đúng không? Đấy thì em cứ xương không chịu em đi làm việc tối. Đi hết 2 ngày liền xong thôi và nghỉ 2 ngày. Ok chưa? À, rồi. Mèo rồi, nhà em mèo có cắm chuột lắm. Ok chưa? Ok. Rồi thêm cái mồm nữa nhé. Rồi, đúng rồi, cái thêm nhiều mồm đấy anh. Đấy cho em mấy cái mồm rồi em thêm. Cần chôn chiếc giờ này nhá. Vâng. Rồi em lại vẽ tiếp mồm nữa này. Mồm nữa thì đến đây thôi. Ta vẽ nó đến đây thôi. Vẽ cho nó 3 mồm rồi. Đúng không? Rồi. Một nữa này. Cho lên nữa này. Còn giờ. Đúng chưa? Rồi. Bây giờ lát nữa là mình sẽ đẩy nó ra, ví dụ cái này em chỉ cần ấn F5 là nó lùi lùi ra. À không, mình sẽ ấn F6 nhá. Từ từ đã. Không F5. À. Rồi anh, lâu anh không động vào ấy, nhưng mà anh nhớ là sẽ lùi được nhá. Mình sẽ ấn nghĩa tăng tăng nguyên của cái mồm nữa không? Cho nó ha liên tục. Ừ, so với đúng rồi, cho nó liên tục ra nhé. Rồi thôi cứ để tạm thời đã xong đã. Rồi cái đấy tí đến lúc biến thì anh cho nó ha xong được. À đấy anh cứ vẽ đi. Xong tí cái đoạn anh cho nó cầm cân dao ấy hay cầm cái gì ấy nó gắn liền vào tay, cái đấy em không biết. Mắt tí này em có thể nhô lên thụt xuống tùy đúng không? Vâng. Là vẽ một hai mắt nữa phải không? Rồi bây giờ vẽ đây là cái viền mắt, bây giờ mình vẽ cái con ngươi. Vâng. Con ngươi lên đây. À, nó vẫn ở trong mắt nhỉ, phải ở trong nhỉ, hôm nay em là vẽ trong bằng mắt luôn. Hôm nọ đúng em vẽ chồng bằng nhau luôn. Làm nhiều nó sẽ thành kỹ năng thôi mà. Mà. Đấy, xong rồi đổ
tên sau. Bây giờ mình vẽ màu lòng đen. Vâng. Chả quan trọng đâu mà cái chữ đâu mà quan trọng, mình vẽ ra hình rồi mà. Biết rồi, nhưng mà mình làm cẩn thận đúng không? Vâng. Ok chưa? Vâng. Đấy, xong em ví dụ bây giờ nó có cả viền gì hết, em có thể khoanh lại em nhóm lại được. Ctrl G là nhóm lại cả viền lẫn trong nhé. Cái nhóm vào ấy. Nhóm vào cho nó đẹp thôi chứ còn để không được. Khỏi nó nhảy ra đấy. Ctrl G nhá, xong lại lòng mắt mắt thì anh cũng nhóm lại cả trong mà. Ctrl G à? Rồi. À mắt tốt nhất là ở dưới lớp dưới mình cho màu đen nhé. Vâng. Đấy. Đúng rồi. Còn Con này cái màu đen đen nhìn nó. thì đến lúc cái kia nó chạy thì cái viền đen nó vẫn hở ra. Ok chưa? Ok. Rồi bây giờ hai cái râu ở trên nhé. Vâng. Râu màu vàng đi. Cái râu một màu xanh nhỉ. Cái này râu này thì mình phải thêm nước râu. Đúng không em? Vâng. Râu. Ta có thể thêm cái lúc mà mình vẽ được, không quan trọng phải thêm luôn. Em hiểu chưa? Vâng. Tức là trong lúc vẽ mình không không nhất thiết phải thêm luôn. Ok chưa? Ok. Bây giờ đến thân. Thân ở mặt. Thân. Thân lại còn có cả cà vạt nữa. Mà. Thân cho nó bớt. Cái thân này, em muốn vẽ cà vạt riêng thì vẽ Không nói luôn cũng được phải không? luôn được. Cà vạt thì nếu mà mình vẽ riêng thì mình đi cái cà vạt nó sẽ nhảy theo em đó. À vâng. Còn nếu để dính vào thân thì nó đứng bất động. Mà. Xong cứ đưa chuột vào đây thôi, không cần ấn con sim shift giờ cái kia được, mà mình cứ vẽ là nó tự sinh ra. Mà. Rồi anh Nhìn cho mày cho bác nước. Cà vạt tí tí cho nó ăn vào thân luôn nhỉ? tí nó sẽ cùng với nốt ở quần áo đúng không? Mình nốt ở thân của nó được. Em thích nó có viền vậy cho nó cái. Rồi. Bên tay đúng không? Rồi. Tay thì thường là vẽ phải thẳng ra cho em nhé. Vâng. Vẽ thẳng tay, tao dùng tay bên này tao vẽ. Giờ tao dùng này. Ở vai. Vai thì em thích màu nào thì cho, ví dụ nó mặc áo thì tùy. Còn không có thì dẫn màu tím này thôi. Đấy. Em thích màu tím cũ thì nó vẫn là màu tím cũ. Rồi, anh cứ vẽ đi. Nhiều lúc hình đơn giản nó lại đẹp chứ hình phức tạp
hình vẽ như kiểu người như hôm trước anh thì nó kỹ quá lại xấu. Nhìn nó nhiều nhiều thứ quá. Kỹ quá là xấu thật. Cẳng tay. Ok chưa? Ok. Rồi đến bàn tay. Vẽ đồ họa, hoạt hình không quan trọng. Cho nó tay hình to nha. Đó. Được. Cái tay sau này mình thay đổi hướng của tay nhé, Vâng. mình vẽ kiểu tay giống như mắt ấy, à giống như mồm ấy, À. nhưng mà nó vẫn cùng trên một lớp tay đấy, em hiểu chưa? Rồi, nên cái đấy cũng là anh Có thể nhờ chúng kiếm em anh sẽ không chưa hiểu. rồi đấy nhá. Bây giờ sang đùi ấy cả. Hình đùi đùi cái thằng này nó bé tí này. Chân thì quá to đúng không? Rồi đùi cẳng chân này. Em nhìn thấy nhiều hình nó vẽ kiểu đúng một que kiểu đấy, trong que riêng ấy cũng bốn que tinh men này đấy, nó đúng còn đơn giản hơn này nhiều. Thành phim đúng không? À. Tức là mình nghĩ nào nó sẽ thành bộ phim thế, quan trọng gì đâu, mà phim đơn giản đấy còn hay hơn phim phức tạp. Chính anh cứ cẩn thận quá đâm ra cuối cùng lại xấu. Ok chưa? Ok. Còn chân thằng này vẽ riêng được, không có thì copy. À, đúng rồi. Hôm vừa rồi em Copy copy xong ấy, rồi có cái hình như là chân em copy được nhưng đến cái tay ấy thì em nó copy chỉ được được một một một. Em gộp vào nhóm rồi ấy. nào không sao. Bây giờ nhá, em kể em nhóm nó không vào thì em phải chỉnh lại đây. Anh dạy em cách gặp nhé, gặp trường hợp đấy nhá. Rồi. Bàn chân thì thuộc cẳng chân đúng không? Đúng rồi. Cẳng chân thuộc đùi đúng không? Đúng rồi. Ok chưa? Đúng rồi. Xong bây giờ mình ví dụ chân thì nó đều hở ra thì mình không ấn ấn không dùng tọa độ Z đúng không? Ta để nó bằng nhau đúng chưa? Đấy. Nếu mà bây giờ mà em thấy là chân ở sau người đúng không? Nó phải ở trong cái áo thì người nó dài ra, à, người nó mới trục Z. Nào copy này, duplicate này. Rồi. Được chưa? Rồi. Đấy, duplicate xong rồi ta mới chọn vào đây. Chọn cái Ấn chỗ phải bôi đất nhá. với tất. Em sang đây em lật đúng không? Vâng. Ok chưa? Đây. Rồi. Đùi này. Cẳng chân này, cẳng chân này, cẳng chân Đấy, này, của em cẳng tình chân trạng kiểu này. này Thì đây, cẳng chân em lại lật tiếp, lật riêng nó nhá. Bàn chân mà nó chưa lật thì mình lật riêng. Đúng chưa? rồi. Sau đó mình xếp vào. Rồi Xếp. xếp Xếp. lần Đấy thì mình nhóm lại để cho cái viền nó thành. Được chưa? rồi. Rồi, bàn chân này. Rồi, cho này em nhóm như này em không nhóm được này em này. Lý thế đúng không? Rồi. Cái này em có thể cho nó, cái đùi này em có thể cho nó dịch vào trong một tí.
mà ra lệnh cho nó trả tiền đúng không? Cần căn chuẩn chân bị căn gờ căn phải chuông gờ. không? Đúng chưa? Rồi. Xong đến bàn chân. Bàn chân. Ok chưa? Rồi. Rồi, bây giờ tay nhá. Bàn tay vào cẳng tay. Cẳng tay vào vai. Ok chưa? Rồi. Duplicate. Đấy, vai 1 nó hiện cho mình tên vai 1. Mình nhấp luôn. Thì vai 1 nhấp và cẳng tay nó chưa đi đúng Đúng rồi. không? À, mới vai đi, cẳng tay chưa đi thì em lại buộc phát này. Sang luôn. Bàn tay khác lại sang luôn. Có vào từng thành phần, mình dí từng thành phần mình lật. Nhớ chưa? Rồi, hôm nay em phải lật mắt này cũng kiểu đấy, đúng rồi cái mắt với cái vai đúng không? Hôm nay em phải lật kiểu đấy luôn. Bây giờ sang mắt nhé. Mắt này. Con người vào, con người lúc này nó đổi vai trò là lòng trắng thì anh đã nhỡ cho rồi, anh cho vào con người nhá. Con người vào mắt đúng chưa? Ok chưa? Rồi. Rồi mắt lại lên đây. Duplicate mắt 1. Đây bây giờ lật đúng không? Tất cả lật chưa? Rồi là hết rồi. Một phát xong hết à? Vâng. Thằng này là cái lật phát xong hết nhỉ? Cái sao có lúc một phát xong hết lúc phải từng cái nhỉ? Cái này nó tùy theo ấy. Mẹ anh chưa biết đâu. Lật tiếp cái này. À cái này mình nhóm lại đã đúng không? À. Lật nhá. Lật. Lật nó chưa đi thì mình để sang đây. Đấy. Lòng lòng trắng này. Chưa Chưa đi. chưa lật thì bây giờ đi sang đúng không? Đấy. Ok chưa? Ok. Thấy không? Và từng cái mình lật 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 cả không đi thì mình vào từng cái nhỏ mình lật. Vâng. Ok chưa? Rồi. Rồi bây giờ mình mới cho thằng mồm. Thằng mồm nó đâu rồi? Mồm đây. Mồm cho lên nhá, chụp ghét nhá. 0 chấm 005 006 được nhá. Đấy, mồm lên chưa? Rồi. Rồi, mắt lên chưa? Bây giờ mình sẽ mắt. Mắt này. 0 chấm 005. Tăng dần nhá. Mắt Rồi lên. cái này đoạn này thì hôm nọ em thấy rồi em chỉnh rồi vì em vẽ xong nó bị ẩn nó dưới nó bằng nhau thì đến lúc cái đầu cái mặt nó che tăng lên thấy rồi. Mắt chưa? 0.05 này. Con người này 0.006. Đấy, cho bác nước em. Được chưa? Nước rồi. Rồi đến con người này. Vì vai trò anh đội đặt tên anh đặt nhầm, anh đặt lộn, đặt tên lộn thôi. Con người này 007. Và Trời không ơi, nữa. sao nó chậm thế? Ok chưa? Ok anh người đi. Ok nhá. Bây giờ cái Được. thứ hai này em cũng thế. Mắt này 0.05. Lẽ ra mình đặt cái này trước thì mình lật thì đỡ phải đặt lại. Ok chưa? Ok. 0.006. Ok chưa? Ok. Này 0.000. Đây là anh bị lộn thứ tự về tên nhé. Vâng. 0.005 đúng chưa? Rồi. Rồi. Thế sau đó thu nhỏ này lại đúng không? Cái này nó hay, nó cho chúng ta được thứ tự kế trước kế sau. K3 em cho 0.005. Ok chưa? Ok. Đấy. Rồi. Dâu. Dâu đâu? Dâu cho 0.04 được. Mặc dù là
không cho nó cũng được. Ok chưa? Ok. Bây giờ ta tắt đi hai này đi, chuyển sang đây, đúng chưa? Vâng, đấy hôm nay chuyển sang camera cái chỉ để em mới biết. Rồi cho sang đây là để mình cảm quan đúng không? Đấy, đẹp chưa? Rồi. Nào bây giờ, ôi chó nào nhỉ? Dạ. Chỗ nào bên nhà em ở bên kia to quá. Nào bây giờ chúng ta vào Windows. Ok chưa? Rồi. Xem có nốt view nào đang hở không, bật nó đi, à tắt nó đi nhé. Rồi, ta đặt chỉnh sang nốt view. Nốt view này nó đang ở chế độ là không thấy hiện cái ba cái nút này. À đúng rồi, không của em chỉ có zoom to ra rồi nó không hiển thị kiểu kia, zoom to ra phải để kéo kéo từng cái một luôn đấy, con nhỏ của em ấy. Đây bây giờ nó hiện ra thêm. Là đâu đó anh kích vào mục nào để em. Đâu vào nốt view hai nốt, cái nốt đầu không có, nốt hai bắt đầu anh mới chọn vào đây. Anh lại chọn tiếp nốt view ở đây. À, nó view vừa rồi, ok. Ok chưa? Ok. Bây giờ ta tắt đi một cái được, không có thì để nguyên nhá, ấn vào nút này. Ra chưa? Thế anh tắt đi một cái, tắt lại một cái để một cái. Ok chưa? Được. Phải chọn. Đó. Đấy. Phải chọn em ạ, phải nhấp vào nó nó mới tỏa ra. Rồi bây giờ đến thằng đùi, thằng cẳng chân, bàn chân đúng không? Rồi. Rồi mình làm nhá. Con này này, ấn chữ P này. Ôi, test này test đầu rồi đây. Cần chôn P này. Đấy. Được chưa? Rồi. Rồi bây giờ em cho này vào đây. Cái này vào đây. Ok chưa? Rồi. Này P. Cẳng chân đây. Đó. Cho cái này vào đây. Cái này vào đây. Ok chưa? Ok. Đấy. Bàn chân này, cẳng chân này, đùi này. Ở con đùi này cho thêm một con pet trên. Đấy, được chưa? Rồi. Đấy, này vào đây. Vào đây. Để vào Đấy, thân hiểu nối vào kệ nó đầu kia, lát nữa mình chỉnh sau. không? Ừ. Rồi, bây giờ P. Đùi vào đây. Chân. P. Đùi lên đây. Kéo vào đây. Cẳng chân. Đấy, bàn chân. Ok chưa? Ok. Đó. Đến lượt vai cũng vậy. Ok Ok. đấy là cái để nó giữ nốt, nó thay vào với nhau. Ok chưa? Ok rồi. Rồi thế này chúng ta sẽ làm tiếp này, vai này, kéo nó xuống, nối cái con này vào đây. Nối con này vào đây. Ok chưa? Được. Đấy. Thế là vai tay, bây giờ vai tay nữa ở một bộ nữa đâu. Có hai bộ. Vai đây, vai đủ rồi. Đủ.
chưa? Rồi. Đây là thân nhá. Rồi. Em nhớ này. Từ đằng này kệ nó. Rồi bây giờ cà vạt cho con pet. Đấy, nối vào đây. Rồi, con này nối vào đây. Ok chưa? Rồi, ok. Con dâu ở đầu lát nữa mình lại nhá. Rồi bây Rồi. giờ mắt này. Mắt mình cũng thứ tự như thế. P. Con người nối vào đây, cái này là con người. Đấy, lòng đây là lộn thứ tự thôi, đúng không? Không sao đâu, anh cứ nói đấy, em biết. Ok chưa? Ok. Tương tự bên này cũng thế. Nhiều người không biết sơ đồ nốt này là khó khó làm đấy. Đúng, Như cái bây giờ đoạn nốt này thì em nối ok hết rồi, mỗi cái đoạn dịch xương kia không biết kiểu gì ấy, em lích lích, Thầy hay nói là là em bây tích giờ vào nó một bên bên nào camera phải bên wing, bên nào nó cũng vậy thôi mà. em kích vào xong xong Nhưng em nối nó vào phát xong nó méo hình luôn. bây giờ này, dâu vào đầu, dâu ấn con P. Đấy, nối cái này lên cho dâu, dâu nối vào đây. Sau đó thì đầu nối vào đây. Đấy, tự nó tách cái khác ra. Rồi. Được chưa? Ok. Thằng đầu vào đây nhá. Bây giờ mắt phải vào đầu. Ấn con P này cho nó mới. Mới vào mắt đây. Còn cái này nối vào đầu đây. Ok chưa? Rồi. Con mắt này cũng thế. Ấn con P vào đây. Em chỉ cần kéo cái này xuống đây. Nó thay thế luôn cái cũ. Nó Nối ngắt cái cái kia đuôi về của phải con không? kia ở vào đầu đúng chưa? Rồi. Mồm. Mồm ở trên đầu thì phải mồm phải là có nốt nối vào kia. Đầu. Đúng chưa? Rồi. Đấy, hai cái đỏ này là không hiện ra thì nó sẽ màu đỏ nhé. Rồi. Rồi bây giờ đầu của ta là đây. Thế bây giờ sẽ đầu lại nối với một con pet nữa. Đấy, kệ nó tên. Rồi bây giờ thân. Thân bây giờ này. Thân em nối cái thân này vào đây. Rồi. Rồi bây giờ con này bây giờ mình bỏ đi, xóa delete đi. Thừa. Không, nó ở trên đằng trước đấy thôi. Bây giờ mình vai cho thêm con pet Vâng. nối vào đây. Vai này cho thêm con pet là hai tay đấy, nối vào đây. Ok chưa? Ok. Đùi là con này nối vào đây. Hai đùi à? Hai Hai đùi đùi khác, pack à? hai đùi khác nhau mà. Đúng. Con này nối Thừa vào mà. đây Đấy. đúng chưa? Ở đây đùi đùi Rồi có hai đây pack, thừa đấy, thừa thằng không đầu. sao. À, đùi hai con à? Ừ thì quên. Ok. Đấy, trường hợp thừa mình làm thừa ra có sao anh? Sao? Bảo ví dụ Ôi dùng trường hợp trời đấy, ơi, thừa một con pack bé này có à? sao. Không có bé á? Không, ví dụ như Ôi một cái mà mình làm hai cái pack như lúc trời, nãy có sao không? nó không sao nhưng mà nó thành thừa chẳng. Thừa thôi gì. Ok. Ok chưa? Ok, những cái này thì em hiểu Cái này em hiểu rồi gì? rồi. Cái Cái này này em là làm ok rồi cái này mà đầu tiên lúc đầu tiên anh học anh nối hết cả đầu anh chẳng biết nó kiểu gì nữa. mà. Đúng, cái này đấy mà nghiên cứu đi mấy lần liền mới được đấy, 4 5 lần liền đấy. Em đi xem về và xem xong để tuần 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 sau mới xem tiếp. Mỗi lần xem hiểu một ít, hiểu ít về em hiểu được chỗ này. Đây là sơ đồ nối là để cho mình nó cái nọ nó đi kèm với cái kia, nó chẳng phải là đồ họa. Cái này nó chẳng qua nó là một cái các đối tượng nối với nhau, nhưng mà mình đã hiểu quy định quy cách rồi thì nối nó nhanh Và đúng chưa? rồi Rồi bây giờ mình tắt này đi nhá, thu âm rồi xuống này. Bây giờ mình chuyển sang camera nhá, và đúng không? Thì cái con thân của nó khi em di chuyển con thân thì tất cả cùng di chuyển đúng chưa? rồi Do nó bị nối vào với nhau đúng không? rồi Rồi bây giờ mình sang phần dích bức
đấy đấy dích này. Bước tiếp theo là dích nhá. Vâng. Rồi, tất cả những cái này đã nối thì nó hiện luôn trên này đấy. Thân của nó là cuối cùng đúng không? Vâng. Con thân cho thêm con pet vào đây được thì là pet này là cho thêm ngoài thì nó cũng hiện ở trong kia. Em hiểu À, chưa? từ từ cái thân là cái cộng với cộng hai Thân thân thì nó lại cũng hiện ra trong kia đây. Bây giờ pet này thêm. Anh bật lên đây. Có phải là thân lúc mình thêm con pet thì nó nằm ở đây không? rồi rồi Đúng không? rồi em thấy rồi Đấy, nó tự sinh ra và nó cũng tác dụng giống như con kia. à rồi nó lại điều khiển nguyên cái thân đấy. Ví dụ con thân này mà lái máy bay thì con thân này phải chạy vào với con pet của máy bay. Rồi. Em hiểu với anh không? À từ từ, anh em bảo cái gì thân cái gì nhỉ? Tức là cái con này là con chốt của cái con thân. Rồi. Khi mà mình muốn gắn con này nhảy lên lái máy bay một cái đồ họa là thêm một cái máy bay nữa thì nó lái máy bay thì cái thân này phải gắn vào máy bay. Vâng. Hoặc lái ô tô thì cái thân này phải gắn vào ô tô. Để ô tô chạy thì cả thằng ấy cũng chạy theo. À vâng đấy nhiều cái đấy em vẫn chưa hiểu. Em hiểu chưa? Có nghĩa Vâng, là ông nếu hôm này nào anh làm cho em cái đấy ông này là ông tổng của toàn bộ cái thằng này. Nó tổng chỉ nữa. huy, nhớ chưa? Rồi. Đấy. Thế thì cái vẽ chúng ta ấn Ctrl S vào cho nó đẹp nhá. Vâng. Rồi bây giờ này. Bây giờ mình sẽ dích từng bộ phận. Ví dụ bàn tay trước, em chọn cái tay. Được chưa? Rồi. Tay bên trái em chọn này. Rồi. Thế thì em nhìn vào đây này. Cái đây là bán kính vùng ảnh hưởng của cái xương. Nếu mà em cho tăng bán kính to thì nó sẽ ảnh hưởng to ra. Em Rồi. hiểu với anh không? Rồi. Rồi. Có nghĩa là nó là tính từ cái xương ra thì nó cách nhau bao nhiêu thì nó ảnh hưởng. Nếu mà bán kính nhỏ thì có chỗ nó tác động, có chỗ nó không tác động. Nếu ảnh hưởng mà nếu mà cái vùng tác động này mà mình cho bán kính cao lên. Em hiểu chưa? Rồi. Tăng lên, ví dụ tăng lên 3 4 gì đấy thì nó lại sợ nó trùm sang cái khác. Ừ. À, bây giờ mình sẽ móc nó vào đây. Được chưa? Móc vào tay tiếp. Ở đấy nó em cũng dích đi nhưng mà nó chỉ hiện cho chấm nó không nối với nhau. Bây giờ ấy nhá, cả bàn tay của em đây đúng không? Rồi. Em sẽ làm một động tác nữa. Nếu mà em muốn đấy thì em cho cái này vào đây. Đây là cái vị trí của cái con nốt. Đấy thì em đừng di chuyển vào đây mà em di chuyển theo theo đây. Em di chuyển lên. Có chữ hiện ra chữ P bên cạnh thì di chuyển được lên. Còn không có kéo lên nó đi theo. Vâng. Đây con này thấy nhá. Vâng. Được chưa? Đấy, thì bây giờ anh cho hiện chữ P này. Anh để nó đặt vào đây. Đúng chưa? Rồi. Anh lại tiếp tục cho bàn tay vào đây. Thì anh lại ấn con chốt này. Để nó là chính là con P của mình lúc vừa xong ấy. Dịch ra đây. Ok chưa? Rồi. Rồi bây giờ mình mới dịch cái bàn tay này thì nó khỏi chạy. Đấy. Ra đây. Ok chưa? Em có thể dùng cái này để di chuyển cái độ khớp là cái vòng tròn nó khỏi nó tác động vào sợ nó tác động vào bộ phận hai nó là lân cận hai bộ phận. Rồi. Ok chưa? Ok. Rồi bây giờ ta dích sang bàn tay bên này. Sang này lại phải cái khác nhá. Vâng. Cái này em lại cho cái này lên đây. Ok chưa? Từ sang bên đấy là như bàn tay anh phải chọn chọn Phải chọn chọn lại chọn đấy. ấn vào nút này. Ấn nút đấy. Ok chưa? Rồi. Cho dịch ra đây một tí nhá. Rồi. Rồi ấn vào nút này để cho nó di chuyển cái này sang đây giờ đây. Đấy là Rồi. tâm cánh tay phải không? Đúng rồi. Đấy. Bây giờ chúng ta lại chọn tiếp cái này. Chọn cái này vào đây. Nó hiện ở trung tâm thì bây giờ mình đẩy nó ra đây. Đúng chưa? Rồi. Rồi bây giờ chúng ta lại chọn cái này. Nó ta lại ấn nút này ra để nó hiện trung tâm thì ta lại
À đấy, hình như hôm nọ em thiếu bước này này. Thằng nào em làm đi làm về không đến được. Ok chưa? Ok. Cà vạt này, cà vạt ở đây. Bây giờ ta chọn nút này để nó cho lên cái chốt. Cái đấy gọi là chụp chụp để nó Quay quay theo theo cái cái đấy. đấy. Rồi, nó quay theo cái đấy. Bây giờ mình mới dích cái thằng cà vạt, đúng không? À. Dích cà vạt thì em dích theo này được. Ok chưa? Ok. Đó, bây giờ đến được cái thằng tay. Tay thì em dích này. Vì bản chất lúc mình nối rồi là những cái chốt này nó đã theo sơ đồ rồi. Vâng. Được chưa? Rồi. Rồi, bây giờ đến lượt chân. Được chưa? Rồi. Em cho này vào đây. Đây. Em thiếu đúng với di chuyển Tâm tâm đấy. đấy. Cảm giác em đi cái trong nó méo Di chuyển tâm nhé. vâng. Này, chọn tiếp vào đây để chọn này. Di chuyển cái chỗ đây được không? Rồi. Bàn chân. Được chưa? Rồi. Ok chưa? Ok. Bây giờ lấy đến cái thằng này. Ok chưa? Ok. Lại sang cái thằng thằng cẳng chân. Ấn chữ P, bảo nó hiện ra chữ P thì mình di nhá. Vâng. Còn chưa hiện chữ P là mình di là nó chạy theo ở đây như này đấy, đấy. Hiểu chưa? Cho vào Rồi. giữa nó mới hiện chữ P. Giữa cái chốt ấy. Ok chưa? Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ làm cho hai thằng đùi. Rồi. Ok chưa? Ok. Hai. Ok chưa? Ok. Rồi. Bây giờ thằng mặt nhá. Rồi. Mặt này. Lên Ok chưa? rồi anh cứ ấy. Mặt này. Mặt thì em dích chọn cái thằng đây. Chọn cái thằng này nhá. Vâng. Không chọn cái thằng này được. Ôi, thôi chọn thằng này đi để ta hình nó đôi khi nó một cái, ba cái. Cái này là không phải là dạng xương mà dạng là viền, em hiểu chưa? Vâng. Đấy. Mắt cũng vậy. Bây giờ anh sang phần mắt. Ok chưa? Ok. Mở cái này ra xem mắt nó rộng không. Đây là con ươi. Thôi cái này, cái mắt thì thường mình không cần dích, mình tí mình di chuyển sau cho cái pet Thì là mình nhắc nhắc từng từng bộ phận thôi phải không? Mắt mắt đấy. đúng không? Đóng cửa cho. Đấy, nó lại ấn cái chốt này đây. Được chưa? Rồi. Lại tiếp tục. Nhờ. Rồi sang cái này.
ok không? Đấy, Ok. cho ở giữa nhá. Bây giờ đến là hai cái dâu. Dâu thì mình chẳng cần phải dích nhỉ. Vâng. Mình cho hai cái này. Ok chưa em? Ok. Rồi bây giờ nhá. Kéo dài đến một đoạn đi. Ấn F5. Ok chưa? Ok. Rồi. Bây giờ cái mồm nhá. Cái mồm này. Để ở đoạn đầu này nhá. Anh Vâng. di anh di chuyển cái con này. Đúng chưa? Anh di chuyển bằng nút phóng to thu à lớn hơn nhỏ hơn trong toán học ấy. Ở trên bàn phím ấy. Rồi, nó trên nút căn cua một tí đấy vậy. Rồi rồi, trên phím cờ phím An một tí đấy. Vâng. Em chọn cái chỗ cho anh là lowering saturation. Rồi. Đấy thì nó có hiện ra ba cái mồm mà mình đã vẽ. Rồi. Được chưa? Rồi. Rồi bây giờ anh cứ đi 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 xong lại hiện ra này, được không? Nói này, cứ mấy khung em thích thì em muốn nói nhanh thì em cho di chuyển chậm, đúng không? Em cho nó liền nhau. Còn lâu lâu thì em lại cho phát nhé. Đấy thì cũng như giọng nói thôi. Ví dụ mình muốn nói cái gì thì lúc mình chạy là mình như vậy. Nhớ chưa? Đấy, thì con chuột của mình chạy đến đây rồi. Đúng không? Rồi. Đấy. Ok chưa? Ok. Xong rồi nhá. Bây giờ di chuyển đấy thôi. Bây giờ mình di chuyển chuyển một đoạn thôi. Để tay đi hay là sao Đến đây nhá, đây này ấy? nhá. Rồi. Xong em chọn cho anh này nút tuyến tính là nút này nhá. Rồi. Đấy, đến nút này chọn cho anh nút là keyframe, chọn nút đây KF, được chưa? Rồi. KF nhá, từ đây được chưa? Rồi. Rồi bây giờ em cho cái tay này. Xin chào các bạn, đúng không? Đấy, tại vì anh cho trục Z nó ra thì nó mới cao hơn cái mặt, đúng không? Thì nó mới khoanh lên, nó không đằng sau cái mặt, và em hiểu chưa? Và em biết rồi. Rồi. Đấy. À, từ từ anh chạy chạy lại đoạn đấy cho em xem là cái Đấy, tay tay xem tay bên này nó rơi đấy nhá. kiểu gì Từ nó từ đã. chạy. Từ từ đã. Đây, anh trở về trạng thái như vậy nhá. Được chưa? Rồi. À, còn trường hợp nó cho nó muốn vẫy giật đi giật về nhanh liên tục là nó không ở những keyframe nữa không? Đúng rồi, đây. Em cho Còn cái mồm. copy ra thì nó sẽ giật liên tục phải không? Đúng rồi. Cho đến đoạn đây thì em muốn đứng im hay là em muốn hành động gì thì em lại ấn cái này, em ấn vào đây. Rồi. Nhá. Ấn nút này để cho nó đỡ giật cục. Đấy, em vẫy. Rồi. Em giật em giữa em vẫy được. Đúng không? Thì nó sinh ra đấy, tự sinh ra nhé. Bây giờ em nhìn này. Đúng chưa? Rồi Đúng chưa? rồi Thì ok em muốn chuyển động nào đến đâu thì em từng bộ phận một em điều chỉnh nhá. rồi Thế thì nó mới gọi là dích, đúng không? Đấy. rồi À, em dích đây. Đến đây, đến đây, đến đây, đến đây thì em lại cho cái này xuống đây, đúng không? Đấy, bàn tay này. rồi Vậy hôm tối nay có kịp hôm ấy không anh? Cho ví dụ như cầm cái đồ vật nó gắn kia luôn thay đây. Kịp không? Em bảo sao? Chỉ ví dụ gắn đồ, ví dụ nó cầm đồ vật xong nó cầm luôn tay, ví dụ cầm dao đi chẳng hạn đấy. Thì lúc đó mình lại có một cái dích đấy này, có một cái nốt nối vào cái tay. Nốt à? Tức là em ví dụ nó cầm cái gậy hay gì gì
thì cái nhân vật dạy đấy lại có một cái nối được vào À, cái à sẽ là mình nối nhầm nốt từ nữa, gắn ngón khớp tay. Đúng rồi, thêm tiếp từ cái đấy về cái tay. đúng rồi đấy, em hiểu chưa? Ừ. Nó có gì đâu, nó là nguyên lý nó như thế mà. Thì Đúng không? xong cái đoạn nào mình lại tách ra cho nó bỏ, còn cái đoạn nó bỏ. Đúng rồi. Em đồ vật em vẽ riêng xong em gắn nốt ở lúc nãy như anh em mình vừa gắn đấy, nó là con của cái tay, Rồi là con của bàn tay. rồi, nhưng mà đến một đoạn đấy nó lại bỏ, ví dụ chạy tới 10 giây, 20 giây, 30 giây chả, nó lại bỏ là kiểu gì Bỏ vậy? Ừ, nó không cầm cái đấy đấy. bỏ chỗ đấy thì nó có một cái chỗ giật cục, tức là em dùng cái nút bên này stop motion nhá, Rồi. xong em dùng cái nút này em vứt nó xuống dưới. Rồi. Thôi cái đấy để hôm nào một bài riêng. Đúng hôm đó anh chặt củi ấy, xong nó chạy chạy lên con xe, xong nó chở đi ấy. Rồi rồi anh hiểu rồi, tức là lúc đấy mình vứt nó xuống dưới thì Rồi. bằng cái nút nút này, Rồi. nút đây nút đây, và dùng cái này xuống là nó tự nó rơi xuống, Rồi. đứng im tại chỗ đúng không? Đấy, ví dụ Rồi. đến chỗ đây thì chưa có chân tay thì nó đứng im chân tay đúng chưa, tức Rồi. là anh mới đang lấy cái mồm thôi đúng không, Rồi. đúng chưa? Rồi. Rồi bây giờ cái mắt nhá, mắt Ừ. mình lại chuyển về đây, ví dụ mình mắt của mình nhấp nháy đến đây, em cho đến đây được chưa, Rồi. mắt này đến đây, con người nó lá nó viết gì đấy. Đấy xong bây giờ em lại cho tùy em nhé, có thể ví dụ như này Rồi. hiểu chưa. Rồi. Rồi Là em anh vẽ cho em cái đầu, ví dụ đầu nó quay một phát 180 độ rồi, là mặt nghiêng một nghiêng một nọ, anh bảo đây nó quay phải với trái. phải quay trái là anh phải vẽ ba đầu, một đầu thẳng đứng, một đầu nghiêng, một đầu đằng sau. Đấy, tức là trên một cái dòng đầu là phải có ba cái đầu. Nó giống như cái mồm ấy phải không? Rồi, nó phải giống như mồm. Tức là phải có ba dòng đầu, em hiểu chưa? Vâng. Tức là bài đấy là bài kết hợp của nhiều nhiều vấn đề. Ba cái Vâng. đầu. Ba cái đầu vẽ trên cùng một vị trí. Vâng. Nhá. Thì còn đây Vâng. này, ví dụ như này, em có thể dích cái đầu méo được, đấy, dích ngang đúng không? Đúng chưa? Rồi. Đấy, đầu di chuyển chưa? Vâng. Đúng không? Rồi. Đấy, mình không làm quay thì mình sẽ làm nghiêng, và mình dùng cái dích dích các vị trí trông nó như là nó đang nhìn đúng không? Nó Vâng. méo bên này thì em co bên này xuống, đúng chưa? Vâng. Bóp bên kia lại, đúng chưa? Rồi. Thế thôi, thế cũng được. Phim hoạt hình mình không cần phải làm kia thì cái thời gian em làm một phim nó lâu. Rồi. Ok chưa? Ok. Đấy, bây giờ em cho cái này, em cho cái này ở đoạn nào đấy nó xuống, em thấy bây giờ dễ không? Râu tụt xuống, đấy, râu to lên. Vâng. Rồi em có thể là cho râu to lên này, hoặc là vẽ mỗi bên một râu thì nó độc lập giống như tôm của không ấy, Vâng. được chưa? Vâng. Đấy, em cho bé lại cũng được nhá, À cái vâng. nút này là cho bé lại đấy, cho phóng to. Con mắt không liên lấy nhau nhỉ? Con mắt. Đây là mình vẽ theo hình đứng, còn mình vẽ theo hình dọc ngang thì lúc ấy chân nó chuyển động, em hiểu không? Nó bước Rồi. đi. Thế còn đây là mình gọi là anh cho em một cách bước đi tiến lùi thôi nhá. Vâng. Bây giờ tiến lùi nhá. Vâng. Được chưa? Rồi. Bắt đầu từ đây này. Ok
Ok. Rồi, ông này chân ra, được chưa? Rồi. Là. Hiểu chưa? Rồi. Rồi, đến cái chỗ này. Ông này lùi xuống. Đúng không? Được chưa? Rồi. Đến đây. Đến một đoạn nó phải cân đối bằng nhau nhé. Ông này lại lùi xuống. Được chưa? Ông này lại nhấc lên. Giống như hai con đàn bà mà hôm trước anh nào với bà hôm trước ấy. Rồi. Để Đấy. chân nó tiến lên. Đấy, xong rồi đi từ nhỏ đến to. Em hiểu chưa? Rồi. Rồi. Đấy, đến đây. Xong đến đây, con kia lại thụt xuống. Con này lại chuẩn bị nhấc lên. Con này lại tụt xuống. Đấy. Chỗ này. Đúng chưa? Rồi. Đấy. Thế thì từ chỗ này đến chỗ này. Từ cái chỗ mà anh vừa đánh dấu ấy. Đến chỗ đây nhá. Rồi. Được không? Thì em phải lùi cái này ra một tí nữa. Được chưa? Lùi hết cho nó rộng ra. Trường hợp phim mình nếu muốn dài mình còn phải lùi nữa. Được rồi, đến cái đoạn này là thời gian nó dài ra. Bây giờ em ấn, đúng rồi, ấn đây. Em bấm F5 cho anh. Rồi. Được chưa? Rồi. Thế xong rồi quay về chỗ này. Em copy lặp đi lặp lại. Thế là nó sẽ lặp đi lặp lại hành động đấy cho mình. Copy chỗ này bôi đen nhá. Chọn giữ shift. Xin. Chọn copy. Đây copy đây nhá. Nhớ chưa? Được chưa? Rồi. Đấy, xong rồi em đến đây. Em chọn paste đến cái chỗ để nó cách đây một đoạn. Em chọn paste. Paste nhá. Vâng. Rồi. Đấy, thì paste nó sẽ lặp lại cho em. À không được, em chọn paste này. Đây. Em chọn paste special again để nút này nhé. Để làm lại. Đấy thì cái nút này em chọn cả nữa ba bốn cái này thôi, thế thôi, ba cái này. Ok. Đó thì coi như mình không phải dích nữa, được chưa? Rồi. Đó. Em lại test tiếp, nó kiếm tắt là Ctrl Shift B. Ok chưa? Ok. Rồi. Thế thì khi mà về bắt đầu cho nó chạy. Ví dụ như này. Đấy. Bắt đầu chạy đến đến chỗ đằng này thì em lại có một cái động tác làm nữa. Động tác làm nữa nhá. Đến đây rồi. Thì em lại cho thêm anh một cái con pet nữa. Được chưa? Đây. Bây giờ đến cái chỗ mà lúc nãy bước nhảy đâu nhỉ, đây đúng không? Rồi thì bây giờ nó đi to lên, đi to lên nhá. Em chọn cho anh một cái keyframe vào đây, nhớ chưa? Rồi. Chọn thêm nút này nhá. Rồi. Rồi bây giờ em sẽ chuyển nó ra đằng đầu này. Em cho to lên. Nghĩa là đi tiến thì mình đang mô tả nó. Nó không có dần. Hiểu chưa? Rồi. Rồi. Đấy, hiểu chưa? Chú hiểu chưa? Rồi. Rồi, đây chắc đấy là cái anh đó em chèo, ví dụ bây giờ chèo cái phông phông trắng ra đằng sau, ví dụ tấm ảnh màu trắng đi, để nó màu trắng hết đi, nó màu màu màu. Làm một cái ảnh bằng Photoshop ở đằng sau. Như ảnh đi du lịch không phải Ảnh nào được, ảnh tại đây được. Ảnh bắt buộc nào. phải Photoshop. Anh đèn cho em một tấm ảnh vào để em Rồi, bây cần giờ tấm ảnh nào đó cho em. Rồi, bây giờ anh dùng cái phần mềm này anh làm ảnh
Thưa chưa mẹ là chưa mẹ thưa mẹ xin hứa đã. Ừ. Anh chào cô nhá. Được. Anh lấy hình nào mà cũng được. À không đủ bộ nhớ. Rồi bây giờ anh làm cái hình nào bây giờ? Lấy luôn cái hình màn máy tính này luôn đi cũng được ạ. Chưa đủ bộ nhớ để chạy phần mềm kia. Đấy bây giờ anh sẽ làm một màn hình, anh chọn một lớp mới anh vẽ sau này là nhanh nhất này. Đấy, bây giờ anh vẽ bitmap nhé, Mẹ anh vẽ vâng. cái nền nhé. Rồi. Ok. Để anh làm luôn hình vuông xong cho màu trắng vào là em nghĩ là ok. Nền anh cho xuống phần đuôi được không? Xuống Rồi. dưới cái này nhé. Rồi. Thì để con này lên kéo nó xuống thôi đúng không? Rồi. Rồi con này bây giờ mình vẽ cho nó những cái màu là màu thư viện ở đây. Đấy, bây giờ em sang nền, coi như là con này em tắt nó đi để em vẽ Rồi. đúng chưa? Rồi. Rồi đấy. Rồi vẽ nó đi từ đâu ra đâu nhỉ? Ví dụ anh vẽ ngôi nhà chẳng hạn. Đây con đường nó đi nhá. Chú hiểu ý anh vẽ phối cảnh không? Rồi em hiểu. Đấy. Anh vẽ cả một cái ô cửa sổ. Thì là cái cửa sổ nó cũng phải xiên một tẹo em hiểu không? Vâng. Nhưng mà anh vẽ thế là để em tưởng tượng ra. Đấy, cái lưới nó cho mình cách để mình làm phối cảnh rất là đẹp đúng không? Ví dụ là đấy. Ví dụ em tưởng là nó đang đi trong một dãy phố. Ok chưa? Ok. Rồi bây giờ anh tô. À nó chưa kịp tô. Like cái bài này anh em mình quá nhiều. Vâng. Nghĩa là mình học thì mình học như này, nhưng đến lúc mình làm thật thì mình có sâu đâu, mình phải làm cẩn thận đúng không? Vâng. Em hiểu với anh không? Em hiểu rồi. Bịt kín lại nhé, kín nó mới vàng được, không bịt kín là nó hỏng. Đó, ví dụ như thế. Phóng to lên để nhìn xem nó như thế nào. Đấy, phóng to mới biết nó hở nhiều đúng không?
Nó màu xanh kia mà nhìn thấy cái đèn vàng vàng nhìn nó còn đẹp thì cái này rồi đấy muốn mất cái quả vàng mà vẫn mất cái kè mà vàng nhỉ kè Cái này anh làm nhanh thôi để dạy chú thôi. à rồi ok Chứ còn cầu kỳ thì mình ngồi mình tỉa nó phải vẽ cẩn thận chứ. à. Đúng chưa? Rồi. Lần sau có nền bầu trời nữa tốt, đúng không? Rồi. Và con đường nữa. Đến lúc sang camera mình nhìn thấy cái này. Em hiểu chưa? Rồi Em thấy đúng chưa? rồi. Đấy thì cái con phố này nền thì mình cũng phải kéo dài, mình cũng ấn F5 cho nó chạy ra đây. Chạy hết luôn. Chạy hết luôn. Đúng chưa? Đấy. Ok chưa? Ok. Rồi. Nói chung là nó là về lý thuyết là toàn như thế. Vâng. Đẹp trai ha. Ok. Em hôm nay anh chỉ cần em cứ học chắc đi cho anh, không có môn nào bài nào nó cũng thiếu thiếu thì nó khó Rồi. nhá. Rồi em bảo đây. Em bây giờ cứ tầm 2-3 ngày học một lần đi. Em cũng thời gian nhiều lúc em cũng bận. Đúng rồi, 2 3 ngày học một lần, không có học một lúc là sao được. Vì như hôm vừa rồi em cũng phải như em cứ thời gian sổ luôn đấy. Ai vào hôm trước ấy. Rồi cái này bây giờ em lại cho nó nhỏ lại đúng không? Đến Rồi. đây, đến đến đây nhá, đến đây rồi em lại cho nó thu lại cho đủ thế. Rồi. Đúng đấy, xong rồi em đang chuyển nó từng ngay. Ok chưa? Ok ví dụ nó còn nhiều cái trong cuộc sống thì mình vẽ sau này mình sẽ làm giờ sau, nhưng nguyên tắc của bài này là như vậy em nhá. Vâng. Thôi hôm nay học đến đây nhá, để chút Ok nữa anh. để anh lưu cái bài này vào cho nó lên YouTube cái. Rồi ok.